Lâu. Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khả nào mọi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chiêm ngưỡng xếp đồ của cao thủ tăng trưởng môn, đường môn Hemmet nha mọi người. Và cho anh em xem xếp đồ của Hemmet như thế nào và ra sao. Và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha nào. Và tổng giá trị xếp đồ này như thế nào, anh em cùng xem sơ qua. Và ngày hôm qua thì bắt đầu thi đấu tăng trưởng môn tháng 6 vừa rồi, thì cao thủ Hemmet đã có cho mình đó là tăng trưởng môn đường môn nha nào. Hiện tại tăng trưởng môn đường môn này đang có cho mình là một set đồng bang, gia truyền kháng cả 19, một nhẫn kháng họ 28, một nhẫn kháng băng 26, một nhẫn kháng độc, quên, một ngọc bội kháng độc 26. Hiện tại set đồng bang này lúc đầu thì Chiến mua với trị giá khoảng tầm 15 triệu nha năm. Tầm này thì nó có giá tầm 12 cho đến 15 triệu đó mọi người. Hiện tại những set đồng bang như này thì có thể nói là đếm trên đầu ngón tay nha mọi người. Server 10 người thì cao lắm, khoảng tầm 8 đến 9 người sở hữu thôi mọi. Họ đã ép được như vậy. Đó. Và tiếp tục đây là một cái nỏ. Và bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua cái nỏ của Hemmet. Đang sử dụng mình một cái nỏ top 30, sát thương 44, sinh lực 199, kháng độc 25 và sát thương 99%. Một cái nỏ khá là pin. Và cái nỏ này lúc đầu thì Chiến ép với trị giá cũng hơn 5 triệu nè mà. Hơn 5 triệu Việt Nam đồng. Hơn 5 triệu Việt Nam đồng. Và anh em nhìn thấy món vàng vàng những người không? Đó, và một con bông tiêu vàng vàng những người. Đó anh em ạ. Anh em nhìn sơ qua, hiện tại sở hữu một con bông tiêu vòng sáng chứng mã đó, vòng sáng chứng mã, và một đai lưng thiên quang xâm la thúc đái, một đai lưng có thể nói là mát 550, thủ lý 25, mạng thiên hoa vũ 3 cấp. Đây là một đai lưng thiên quang có thể nói là cực kỳ đẹp ở thời điểm hiện tại, và đây có thể nói là cái đai lưng nô 1 của server. Và tấn công trên mạng 4%, nếu như cái đai lưng này mà tấn công trên mạng 5% nữa thì thực sự là ối trời ơi, quá đẹp này mà. Một đai lưng này thì ở server này hiện tại vừa rồi Chiến thì Hemmet ép thì ở cái giá khoảng tầm 14 cho đến 15 triệu nè cái đai lưng này vậy nè. Và có thể nói là cái đai đầu tiên của server. Và cao thủ Bạo Lăng Sa cũng có một đai, nhưng mà Bạo Lăng Sa chỉ có một cấp mạng thiên hoa dũng mà thôi. Và tiếp tục chúng ta cùng xem sơ qua, thì sau khi lên tăng trưởng môn thì Chiến đang sử dụng cho mình một cái ấn tín đường môn tăng trưởng môn, có cho mình khá là cả năm. Skill chiến đích nhíp hồn nghiệt ảnh 1 cấp, bạo vũ lợi hoa 1 cấp, cửu cung 1 cấp và loạn hồn kết 1 cấp nha mọi người. Sau khi lên tăng trưởng môn thì sẽ được ấn tín như năm, và hạn sử dụng là thường là 25 ngày. Trước mùa tăng trưởng môn nó sẽ mất như năm anh. Trước mùa tăng trưởng môn tiếp theo nó sẽ mất nha. Rồi sẽ sử dụng mình một cái phi phần của anh em một cấp. Hiện tại thì anh em đợi thì tăng trưởng Hemmet này đang có cho mình càng khôn 2 kỹ năng trên đầu, và một cái phi phần này là 3 cấp nè. Thì hiện tại chiến Hemmet đang có cho mình 3 cấp kỹ năng, và kèm với cái này một cấp 9x nữa thì sẽ có 24 skill 90 nha năm. 24 skill 90. Rồi, sử dụng mình một bộ tay kháng họ chống 40, sinh lực 1 lực, sinh khí 19, tím mắt ọt, một cái nón phòng thủ lý 25, chậm 40, thông pháp 19, sinh lực 1 lực, một cái áo phòng hồi 40, chậm 40, thông pháp 20, sinh lực 1 lực, phòng thủ lý 25, một đôi giày 40, 19 thông pháp, sinh lực 1 lực và chậm 40 và phòng thủ lý 25. Nói chung tổng sơ ba lượng phòng thủ lý thì đang có cho mình 4 món phòng thủ lý 25 này mà. 4 món thủ lý 25. Và cho diện kháng cả 19 thì nhìn sơ qua thì lượng phòng thủ này có thể nói rằng lên 75+2. Khả nghĩ là có thể là 75+2. Lượng kháng họ thì có thể nói là gần mát 25, 19 và cái này 28 thì tương đối cũng gần mát kháng họ. Kèm với kháng cả 5 từ rèn luyện sư thì khả nghĩ cũng có thể nói là mát kháng họ 75. Còn lại là thì lượng phòng thủ khá là cao và làm chậm có cho mình là lên đến hơn 160 làm chậm. Hiện tại cái đai này 50 thì có cho mình là 175 chậm nha, 175 chậm. Đó. Trong một set đồ khá đẹp nè mọi. Nhìn tổng sơ qua thì anh em đã biết thì con ngựa bông tiêu này hiện tại server đang có giá khoảng tầm 6 đến 7 triệu. Set đồng bang này khoảng tầm từ 14 đến 15 triệu. Thì tổng này khoảng tầm 22. Kèm với cái nỏ này 5 triệu là 27. 27 trung bình mỗi món tím như thế này là có cho mình khoảng 2,5 triệu. Thì 27 kèm với 4 món tím này là khoảng tầm 10 triệu đây. 37 kèm với cái đai lưng này khoảng tầm 15 nữa đây. Hiện tại set đồ này cả ngựa cả đồ trên dưới 50 triệu này mà. Trên dưới 50 triệu Việt Nam đồng là thực sự là một set đồ đường môn khá khủng. Và nói chung thì cũng có sự bơ ca khá tốt ở trận tăng trưởng môn vừa rồi. Thì cao thủ này cũng đã chiến thắng được đại cao thủ đường môn No 1 ở server, đó là Bạo Lăng Sa ở trận đấu đầu tiên. Và với những trận đấu tiếp theo thì anh ta khá là nhẹ nhàng, và cũng đã có cho mình tăng trưởng môn. Ngày hôm nay thực sự là một trận đánh khá hay dành cho cao thủ Hemmet. Đó. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video này, và đừng quên đó lại cho cầu thủ Hemmet một sự thay đổi khá ngon mục từ 3 kỹ năng và đã đánh thắng được Bạo Lăng Sa với 6 kỹ năng. Thực sự là một cái đó gì cả, một là cái gì đó khá là khủng anh em ạ. Thực sự là quá hay. Và đây là một sự quá tốt dành cho cầu thủ Hemmet này.
Quá tuyệt vời. Nói chung là hôm qua bất ngờ đây mà, cả ban xem mà để ý cái trận đánh mà cảm giác tuy rằng không có like nhưng mà nhìn sơ qua thì cảm giác quá tuyệt vời đây mà. Rồi, và đây cũng là một trong những cầu thủ 900m nằm trong băng ngáo khẳng như này mời. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ, và đừng quên đó là cho 200m cầu thủ đồng môn một like chia sẻ hỗ trợ và ủng hộ video của Khải, một like chia sẻ hỗ trợ đây mời. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Hẹn anh em ở những buổi livestream trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 cũng như là 19:50 hàng ngày nha mọi người. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye.